Đây cả mày. Liệt. Mẹ vào đây. Mẹ tao vào đây. Đi lại đi đâu ấy? Mẹ đang ngồi nghỉ ở kia. Rồi, thế rồi. Đình nụ chua đông nha. Yên tử. Chào cả nhà. Đó là. Được chưa nè. Không được đâu. Vẫn không được. Ui, chẳng đến chùa đâu. Mất chụp chùa đâu? Chụp chùa đứng này này. Lại. Đóng cái nè. Treo lấy được cái vang mắt vang mùi. Kịp chứ nè, đừng đến đi nhìn xuống tay. Trời ơi. Tối nhỉ? Mẹ không lấy nữa. Mẹ cứ lằn giỏi lấy nó không có giỏi. Ngồi đây không có giỏi. Chưa lấy nên chua đông mà. Khiếp hơi. Kinh khủng. Nó cặp treo nữa. Kịp chưa? Chào nhé, chào cả nhà đi coi. Chú Đông Yên Tử, ôi chào ơi, léo lên chứ được. Vâng mắt vâng mùi. Lâu đây. Ơi. Có chứ. Có chứ, lên chứ. Lên đấy, muốn lên đấy rồi. Lên đây rồi thôi, được xuống mấy đợt đây, lúc xuống mấy đợt đây. Ai xuống đây được mà không lúc xuống mấy đợt được. Nếu vâng đi tham quan thì chủ mến nào đi tham quan phía bên này nữa nè. Tham quan chứ.
Thôi rồi, đừng đó, đừng đó. Chỗ này dốc nó cao không lên được. Tí không chỗ được. Rồi xong rồi rồi mẹ. Xong rồi rồi, xong rồi rồi mẹ. Ngồi đây mà. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, đây, đây. Đừng đó, đừng mong được một, một. Ta lên thôi. Đừng nghỉ nữa. Lên đâu vào, ta coi, coi. Ta... Thả. Đi ra lấy túi đồ đi. Cháu chú rút là dùm sau đá này. Ủa đâu? Đây, lên rồi. Đấy đâu? Đi đâu? Hả? Ông mà bay à? Bên này đi, đi xuống bên này đi coi bên này nè. Tham quan cái lô bên cái đầu cái tường đồng vàng vàng này nè. Lên đi con. Chỉ đây muốn lên được. Bình thường lại bên đi cắt cho mình bên đi rảnh con đấy. Đi cánh ơi. Đi con đi mau mãn. Tắt đâu, con đi chậm đi. Đây này, cái chua đông này, cả cả cái chua này bưng đông cả này. Đây này, cả cái chua này bưng đông cả này. Hả? Thoa không cái chuồng nhá. Đây này, con này, thoa này. Cắm đi, cắm đi, cắm bộ lại tơ. Con tơ, bộ tơ đây đi, cắm, cắm đi đi. Con cầm tơ một thoáng. Pha này có tác dụng gì? Ừ, có cái dân cho đỏ đây. Đây, có chua yên tử này, lấy lọc này, ừ, cả cái chua đông luôn. Khác
đi vào bên sao chặt không vào được. Đừng đấy, tới tới quá cái thực mặt chua kìa, cho bộ thì ta chuồng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.